chào tất cả các khách hàng của công ty Waychell. Năm nay công ty Waychell hân hạnh được có mặt tại hội chợ triển lãm Combospro North America, một trong những hội chợ triển lãm lớn nhất thế giới được tổ chức tại Las Vegas. Hôm nay mình đại diện cho hãng Jaway, cũng là master của hãng Jaway tại California, vùng Orange County. Jaway có 124 màu, rất là đẹp và rất là matching. Ngoài ra Jaway còn có 6 màu mới ra trên thị trường trong mùa fall sắp đến. Jaway là một trong những hãng gel mà được rất là nhiều người ưa thích. Đó đặc biệt là màu trắng và màu đen, là hai màu trắng thì rất là tinh khiết, đen thì rất là đen tuyền và có thể last được 3 đến 4 tuần lễ mà chúng ta không sợ bị khách cầm len. Ngoài ra thì Jaway có rất là nhiều sản phẩm mới cho tất cả các bạn trong ngành nail để design. Chẳng hạn như là Đỗ Hà giới thiệu cho quý vị biết là Waychell có 78 màu mood gel thay đổi theo thời tiết, và có hai loại gel, đó là màu clear và màu white, gọi là gel loang để quý vị design. Tiếp đến thì Jaway, hãng Jaway cũng có 6 màu mai la rất là đẹp. Trong những ngày lễ sắp đến thì chúng ta cần những cái bling thì chúng ta phải dùng cái mai la này để mà design. Và rất là nhiều sản phẩm cũng như là top coat không cần chùi, cũng như là bột glow in the dark quý vị có thể dùng để đắp, hoặc là quý vị cũng có thể dùng dip cũng được, cả hai thứ để chúng ta đều có thể được. Và Đỗ Hà hy vọng rằng tất cả các bạn nào chưa sử dụng hãng Jaway thì chúng ta nên sử dụng hãng Jaway, vì hãng Jaway là một trong những hãng rất là đẹp. Và Đỗ Hà cũng rất là cảm ơn quý vị đã sử dụng tất cả những cái sản phẩm của hãng Jaway.